Hello anh em, thì cũng khá là lâu rồi mình không có quay Winner X để mang đến clip cho anh em xem. Ok, bữa nay sẵn là cái chiếc Winner X này có gắn một số ốc thôi chứ không gắn nhiều nha. Xe này chủ xe nói gắn tới 3-4 tệm lận. Thì Tú mới ra kinh doanh làm ốc thôi, thì nên chủ xe xuống ủng hộ Tú thì phần cảm ơn chủ xe rất là nhiều. Xương xương là xe này Tú vô được có bộ ốc mái với lại vài con ở trong yên này kia thôi. Thì cái nào của mình làm mình nói của mình, còn của người ta nói của người ta thôi chứ. Nói chung là đó giờ ít khi nào mà quay Winner X lắm đúng không anh em. Thì bữa nay Tú sẵn thấy chiếc xe này nói chung là nhìn cũng khá ok. Mặc dù là nó máy zin nhưng mà nó vẫn ok nha anh em. Xe này thì xương xương đi bài thường người ta nói bô gió dẻ phải không. Cái xe này vô được bài dẻ với bô thôi, thiếu gió. Mà chủ xe nói để 11 lên bô xăng lửa sao, hay là lên 62, 65 cộng gì các kiểu. Xương xương chủ xe này đại gia. Ok, bây giờ mình sẽ đi chi tiết về chiếc xe này cho anh em xem luôn ha. Chứ anh em thấy rồi đó, mưa rồi đó. Bây giờ anh em Tú phải đứng ngoài mưa quay, chứ mà vô trong nhà thì nó tối quá, nó không có được đẹp. Nên thôi mình gắng, mình tranh thủ mình đi nhanh chiếc xe này cho anh em coi luôn. Ok, thì xương xương chiếc xe này vô là 98% ốc. Chưa dám nói gọi là full nha, 98%. 98% ốc là anh em biết là khá là nhiều rồi đó. Thì nhìn chung xe này đi hai loại màu ốc. Một số ốc thì đi là xanh dạ quang, một số ốc là đi là xanh lục bảo. Thì có sao tôi nói vậy ha. Ok, thì ở phần cái lần đầu á thì hình như chủ xe thay lại một cái miếng mảo khác rồi nha anh em. Đây, nguyên cái miếng mảo này chủ xe thay miếng mảo này khác rồi. Ở đây trang bị thêm 4 con ốc thôi. Còn ngay cái phần đầu á thì xe này đi một cái kiến xay. Thì cũng có khá là nhiều anh em hỏi Tú làm cách nào để xay được cái kiến như thế này. Thì khá là đơn giản anh em, chỉ cần anh em mua một cái kính mà nó có ba cạnh xay như vậy nè. Lại đây chung anh chỉ coi chung. Đây, anh em chỉ cần sắm một cái kiến, một cạnh ở đây ha, hai cạnh ở đây ha, ba cạnh ở đây, với lại một cái cạnh dưới này. Đó là anh em có thể thiết kế thành một cái kiến xay như vậy được nha anh em, xay 360 độ. Thì nếu như mà cái đó là anh em cái bới cái khâu chuẩn bị kính thôi nha. Còn mà muốn xay được như vậy thì anh em phải có một cái bộ ron. Một cái bộ ron này thị trường người ta bán là 70k, đợt Tú gắn là 70k nha. Còn bây giờ mắc rẻ Tú không biết, nhưng mà lúc Tú gắn là 70k. Cái ron này nè, đó anh em thấy không, mỗi cái khớp xay là sẽ có một cái ron. Thì anh em sẽ có thể xay tùy ý anh em nè, đó thấy chưa. Đó, xay dàn sao nè, cái này là khi mà mình gặp công an mình xay dàn sao. Hoặc là thôi mình nói vấn đề công an thì nó đụng chạm nhiều quá, bật kiến ra mình chạy cho tuân thủ giao thông đi ha anh em. Khi mà mình gửi xe siêu thị thì kia các kiểu, thì anh em gặp nó lại đó, nó không có bị dài ra vướng díu tay lái này kia các kiểu, mà nó ngầu nữa đấy. Thì cái kiến này là kiến hiệu nha anh em. Có cái kiến của Tú á, là kiến rẻ thôi, kiến của Tú mua có 100 mấy thôi, còn cái kiến này mấy trăm ngàn lận. Kiến này gia công CNC đồ gì các kiểu nè, chạy văn nhám đồ gì các kiểu, nhìn đã lắm. Rồi thì ở cái phần tay, ở phần tay thắng tay côn thì nó như zin thôi nha anh em. Ở cái phần bao tay thì chủ xe thay lại bao tay Spider. Thì cái bao tay này thị trường đang rất là hot, Tú vẫn đang kinh doanh sản phẩm này luôn. Anh em nào mua thì có thể inbox qua mail á, gửi mail cho Tú nha. Thì bây giờ Tú sẽ nói sơ thêm cái khoản bao tay này một cái ha. Thì Tú chỉ giới thiệu sơ cái sản phẩm Tú bán thôi, chứ Tú không muốn quảng cáo nhiều ở trên YouTube này đâu. Thì cái bao tay này nó có mấy cái đường nét. Khi mà anh em cầm vô tay lái về anh em chạy thì gió nó sẽ lùa vô mấy cái khe này, nó giúp cho cái lòng bàn tay của mình nó sẽ được mát mẻ hơn. Cái thứ hai, anh em nào đổ mồ hôi tay chứ dễ bị trơn tay thì nó sẽ nhễu xuống dưới mấy cái đường rãnh này, nó nhễu xuống dưới đất luôn. Với lại là cái này nó khá là chắc chắn, êm, tay mềm, xịn. Thì nó sẽ giúp cho mình là không bị trơn trợt khi mà đi trời mưa ướt tay này kia. Ở cái phần gù thì chủ xe gắn cái gù Salaya kèm theo con ốc GR5 ở trong. Đấy, Salaya. Ở cái phần công tắc ha, công tắc bên này với công tắc bên này thì nó vẫn như zin thôi, đồng hồ vẫn như zin. Nhưng mà chủ xe ở đây trang bị thêm một số đồ titan giống như là bản tên Matic nè, Honda Titan nè, ốc titan nè. Ở cái phần ba ga cũng vậy anh em, ba ga thì chủ xe xài một cái ba ga, cái này giả titan thôi nha anh em, chứ ba ga titan thiệt thì cái màu kia kìa. Thì này tính ra là cũng mấy trăm ngàn chứ không rẻ đâu anh em. Thì ở đằng trước á, dàn chân á, thì chủ xe đi là một cái dĩa khác nè. Dĩa này MBA size 3.5mm. Thì cái dĩa này trước sau là một cặp 400 mấy á chủ xe. 400 mấy lần anh em một cặp như vậy nè. Tính là nó mắc hơn cái loại kia á, mà quên tên rồi. Nghe nói như đó thôi. Ở đây thì ốc xương xương đó, gì full luôn rồi chứ xương gì đó, full rồi, đâu còn gì ngay đây đâu. Thì ở phần xi nhan xe này thì giấu xi nhan luôn anh em. Đó, giấu lại gọn nha, ừ nha. Ê, có cái điều đặc biệt đó là mình bật cái xi nhan nó không cháy. Từ từ. À cháy rồi, hên quá anh em, cháy rồi, chớp nhanh luôn nha anh em.
Phần heo thì heo zin thôi, chủ xe dán cái logo titan vô đây nữa nè, logo con mèo. Mới làm ốc đây thôi anh em. Đấy, phần ốc mái tôi full 23 con nha anh em. Một bộ ốc mái của Winner là full 23 con. Ở đây chủ xe có gắn luôn cái con ốc nhớt nữa nè. Thì chủ xe nó con ốc nhớt là mấy trăm ngàn lận á. Ốc titan nó mắc lắm nha anh em, nó không rẻ đâu. Con ốc nhớt vậy mà mấy trăm ngàn. Với lại ốc qua lăng này kia cũng mấy trăm ngàn lận anh em. Ở cái phần bô xe này á thì chủ xe đang đi một set bô là red leo, red lacing, lon tăng nha anh em. Lon này cho bô xăng lửa này kia kiểu luôn á. Thì cổ hai khúc. Đấy, đen khúc. Thì thường anh em đi lon tăng thì anh em phải đi cổ hai khúc rồi, nhìn nó mới đẹp với lại nó sáng xe nữa. Đó, nhìn tổng thể nó rất là ok anh em. Thì chủ xe không thích cái bô zin nên chủ xe mới đi lại set bô này, chứ bô zin thật ra nó cũng thoáng, nổ phình phình nha, cũng rất là đã nha, nên Tú mới quyết định là Tú mua một cây bô zin Tú gắn lên xe Tú á. Thì trên đài dưới đất này có một sở thích rất là ngộ. Cái người đi Winner V1 thì lại thích đi bô của Winner X, còn cái người đi Winner X thì lại thích đi bô khác. Đó là một điều như vậy đó. Thì cái phần dàn chân ở đằng sau thì nó cũng như dàn chân đằng trước thôi. Thì do xe này là mới mua chưa được lâu anh em, nên đâm ra là vô dàn chân này chưa, kiểu chưa có nhiều. Lâu rồi. Trong kênh Tú là không có chiếc Winner X nào hết để gửi đến anh em. Nên là chiếc này có xương xương đồ thì Tú sẽ quay sơ qua cho anh em coi thôi, tránh mất thời gian của anh em. Anh em nào thích cái dòng Winner X rồi có thể xem ủng hộ Tú. Thì phần đằng sau thì xương xương ốc các kiểu luôn, thay lại tăng sên khác luôn, bản kẹp số để tăng sên nè anh em. Thì cái dè Winner X với cái dè Winner thường á, nó khác nhau cái chỗ là cái nó có cái sim xi nhan đây nè anh em. Đó, Winner bình nó cũng giống như Winner bình thường thôi à, nó còn vẫn đưa ra như vậy, nhưng mà nó khác cái là ngay đây nó có đồ để bắt cái xi nhan đấy, nó chỉ vậy thôi. Thì ở cái phần nhông xin dĩa xe này cũng đi lại một bộ khác luôn. Thì chủ xe nói cái bộ này tới 1,000,000 lần anh em, nó gấp 2 lần cái bộ của Tú á, 1,000,000. Thì chủ xe nói cái cộng dây sên không mấy trăm ngàn. Ở cái phần đây thì thêm ốc thôi. Ở chỗ này chủ xe đi hai màu ốc, cái tím cái xanh. Còn ở ngoài, phần ngoài thì đi màu xanh hết. Ở cái phần lò xo á thì ở đây một cái màu tím, đây cái màu xanh. Nói chung là màu này nó sẽ nổi hơn màu này. Cái màu tím này nó tẹp với cái màu trống quá, đâm ra là gắn màu xanh vậy nó sẽ nổi hơn, nó có điểm nhấn hơn nha anh em. Ở cái phần lốc thì vô được hai con ốc mâm lửa nè anh em, với lại full ốc mái thì đó nãy tôi có nói rồi. Bật cái ổ khóa hả? Ổ khóa có nước bật á. Ủa chứ không phải nhét đây hả? Không. Trời đất ơi, vậy mà Tú tưởng đâu giống như chiếc Winner của Tú nhét ổ khóa vô đây mở cốp. Vậy là chiếc này nó xịn hơn chiếc V1 rồi. Khó xài quá anh em ơi, đời mới khó xài quá. Ở trong này gần full chứ chưa full anh em, còn thiếu 4 con đây. Tại vì 4 con này của Tú có nhưng mà nó ngắn quá, gắn không có được nên chưa gắn nha. Mai mốt tôi lấy ốc về Tú gắn sau. Hồi nãy nhém tí sơ sức sót cái này anh em ơi, cái cản nhúng carbon nha. Đây. Đó anh em thấy cái răng carbon nhìn đã không? Nhìn nó đã lắm, răng carbon nhìn ghiền luôn à. Nó khác dán nhiều nha. Cái gì ông nội? Vậy mày. Ok, thì bây giờ tôi sẽ nổ máy cho anh em nghe thử cái Sipo Red Leo này trên một chiếc Winner X mà zin nó sẽ như thế nào nha. Thì chủ xe nói rồi, trước sau gì mốt cũng lên ấy à. Gan thi thái á, anh em thấy gan thi thái không? Gan thi thái thường ta nổ vậy á. Chứ không phải cái tay đang giận hả? Mày mày, trời đừng có đá đang ấy rồi. Quay cái bô đi, quay cái tay tao chi phốt tao nữa. Gạch thì thái thượng vậy á. Cái đó là Tú nói chơi anh em thôi nha. Gạch thì bình thường nó như vậy nè. Nãy Tú dặn cái tay đang Tú làm gạch thì thái cho anh em nghe chơi rồi. Thì nói chung là cái xe này nó không có vô ECU gì hết trơn á, nên ra là nẹt nó cũng như xe bình thường thôi, tại nó khác mở cái bô. Thì nhìn chung á, theo đánh giá của Tú là cái bô này nó không quá lớn, nó vừa đủ nghe anh em, nó vừa thoáng xe, nó vừa đủ nghe thôi, nó không đến nỗi lớn nha. Thoáng xe được, nếu mà anh em nào không thích ồn ào mà thích xe thoáng mái thì có thể đi xích bô này được, ngon đó anh em. Ok, nhìn chung này cũng rẻ thôi anh em, dài 300 triệu gì đó, chắc không tới 2 triệu đâu, cỡ đó.
Rồi ok anh em ơi, thì nói chung là tổng quan chiếc xe nó cũng có như đó thôi, quay sương sương cho anh em coi. Tại vì cũng nhiều anh em thắc mắc tại sao Tú không quay Winner X. Anh em biết sao không? Không có lấy gì mà quay anh em đúng không? Chả lẽ giờ đi ăn cướp về quay cho anh em coi. Tú cũng rất là muốn mang tới cho anh em những chiếc xe đẹp, xe đủ các loại hết trơn luôn. Nhưng mà bây giờ kiếm không có thì làm sao mà ấy. Tú cũng ráng cố gắng lắm rồi, Tú đi mượn rồi, Tú làm đủ các kiểu hết. Năn nỉ luôn, giống như quỳ xuống á, năn nỉ á, năn nỉ chung nữa nè. Hồi nãy nó nhậu rồi phải năn nỉ nó đi qua đây quay nè, tuột cái quần rồi bây giờ nè. Tới cơn rồi vậy. Ok anh em ơi, nói chung là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này của Tú nha. Anh em nào thích video này cho Tú xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Gặp lại anh em clip tiếp theo.